Ông Phạm Phiết Thanh, Bí thư tỉnh ủy và thị Chúng tàu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vừa có buổi tiếp làm việc với lãnh đạo tập đoàn SDC Thái Lan do ông Jungkrot Kranji Chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn SDC Thái Lan làm trưởng đoàn. Dự buổi tiếp có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh các sở ngành và thành phố Vũng Tàu. Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lãnh đạo tập đoàn SCG Thái Lan thông tin, Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đã đạt được 91% tiến độ. Trong đó, các nhà máy polyolefins dự kiến vận hành vào quý 3 và quý 4 năm 2022. Công tác phòng dịch COVID-19 an sinh xã hội tại địa phương luôn được tập đoàn chú trọng. Tập đoàn SCG cảm ơn sự hỗ trợ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dành cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, SCG nói riêng khi đầu tư tại tỉnh đồng thời mong muốn tỉnh hướng dẫn để tiến hành đầu tư dự án khu công nghiệp dầu khí Long Sơn với tổng diện tích 1.302 ha và trung tâm điện lực LNG Long Sơn với diện tích 243 ha tại xã Long Sơn. Đồng thời, được phối hợp với tỉnh nghiên cứu chuyển đổi xã Long Sơn thành địa phương sinh thái thông minh. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của tập đoàn SCG trong thực hiện dự án tổ hợp hóa dầu Long Sơn và đảm bảo an toàn phòng chống dịch, an toàn lao động trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng tại Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Phạm Viết Thanh cũng khẳng định, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn thực hiện đầy đủ những cam kết với các nhà đầu tư, phối hợp với tập đoàn để triển khai dự án cũng như đầu tư khu công nghiệp dầu khí Long Sơn thuận lợi, đúng tiến độ, bảo vệ được môi trường.